Mình lại mở hàng nha. Anh mở hàng đắt không đây? Hả? Ờ, mình phải chờ đúng 6 giờ người ta mới cho vô chứ anh. Mình xếp hàng mình chào con năm cái rồi mình vô nha. Đây coi đây coi có gì không? Trời ơi coi. Cái gì? Yên bình. Thấy gì chưa? Cái gì? Nè. Phải đi im đi. Đi im đi im. Bằng chứng. Ăn hết rồi nè. Mình cứ quan hỷ cho nó ăn đi. Có ăn rồi đó. Vậy là mình cũng quan hỷ chứ sao vậy? À, đèn là vẫn còn cháy nha. Nhưng mà nhang là cháy hết rồi, còn có nhang 24 giờ. Mình xây quanh một cái nha. Ui gì vậy? Chết rồi, chưa rồi. Mình để xuống nó ăn nè. Chết sợ chưa gió, sợ gió bây giờ đem xuống thì nó quất luôn rồi xong rồi. Luôn rồi chắc là nó muốn muốn là cái này kiểu như cũ rồi á nè. Nó quất bên đây nè đó. Trời ơi muốn thay cái mới. Không thay mới không thay mới đâu, không thấy mình thấy nó quất hết rồi. Vậy là nó ăn bên đó nó đinh lên. Đâu có lao đâu anh, cái này tan nhang cũ mà. Anh nghĩ là sáng có ai lao không? Đâu? Còn sáng hôm qua khi mình về cắm hương nhiều lắm á. Ôi mình chưa kể lúc mà mình giờ mình về cũng có khách khán giả vô chứ. Đúng không? Có ai lao á. Nếu hôm qua mình cắm hương nhiều gì là nó rất tàn nhiều lắm á nghe. Mà giờ sáng đâu có nhiều đâu phải không? Hôm qua như chị Nhi về cuối cùng thì phải á. Chị Nhi về cuối cùng. Hay chị Nhi lao lại. Lao lại cũng sáng phải tàn nhiều lắm á. Gì hả? Tại vì em thấy không, để ý không? Buổi sáng lúc nào vô cũng tàn. Giống cô Hương quá à. Giống cô Hương quá à. Hình như cô Diệu Hương với chị Nhi thì phải. Và bây giờ mình để điện thoại ở đằng xa đi. Hôm nay thì bình minh đẹp, để 15 mét. À, để điện thoại đây cho tất cả quý cô chú anh chị xem cái bình minh sáng nay trên mộ cậu nha. Ôi ôi, bình minh đẹp vô cùng luôn. Một buổi sáng bình minh đẹp lộng lẫy, đẹp kiêu sa. Đẹp hết muốn nói luôn. Đúng không anh Minh? Đẹp hết muốn nói luôn. Thì có từ đẹp thôi chứ còn gì nữa không muốn nói. Ủa bà xã em có lấy khăn giấy chưa bà xã? Khăn giấy nè. À quên, mình có khăn giấy em. Mình test thử khăn giấy của cô hôm qua đi ha. Dạ con chào cô Hương. Trời ơi, bữa nay cô là vị khách đầu tiên viếng mộ cậu Năm. Dạ. Dạ. Đây nè cô, bỏ con dĩa này luôn nè cô. Đang lau dĩa sạch sẽ bỏ lên anh ơi. Anh sáng anh cúng cậu phải ngon lành cái. Trước khi nào mình đi cái mộ. À, anh giờ cái này qua một bên đi. Dạ. Dễ ấy. Đúng rồi đó. Nè, rồi em lao anh cái nhũa này. Đúng rồi đó. Hay quá anh Minh ơi. À, phải phối hợp nhờ nhịp nhàng. Nhịp nhàng. Phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Ăn ý. Rồi xong cái anh đưa đèn vô. Đúng rồi, chính xác luôn. Thấy không? Ok men. Ok men. Đèn phải theo anh nói đèn là phải thẳng gì nè. Không, mình để xa bát hương anh bát chứ, hương. Đúng rồi, xa bát hương chứ không thì là nó để mấy đó, rồi rồi bên đây cái nha này nó cũng chạm mấy sao à, dở lên rồi, rồi để em lấy luôn cái này nữa. Ừ.
Hôm qua thì anh biết ai mở hàng không? Ai? Chị Nhi. Chị Nhi hả? Đúng rồi. Bữa nay là tới anh á. Đây. Em chỉ là người chứng giám thôi. Chứng giám nữa. Em nghe cầu chứng giám ớn quá. Thôi giờ mình nói lại đi, nó gọi cái từ khác là dùng từ chính đúng đúng đi. Người gì ta, người quan sát, người chứng kiến hay là người để gì được không? Okay, không? Thôi giờ hai anh em mình để chậu lên đi. Anh để chậu bên đó đi. Chậu này ra trước. Hai ba. Chậu nặng lắm á. Đúng rồi. Cái tiếp theo anh em mình tăng dù đi. Tăng dù lên ha. Đúng rồi, tăng dù lên. Bây giờ anh ghi lên đi. Dạ em ghi lên. Dạ mới vô luôn á chị. Vô chị trước 3 phút. Ơi, chừng hút rồi. Được rồi đó. Anh dặn mà tức lốt luôn là hiểu rồi đó. Được. Rồi. Nặng anh. Nặng này. Tháng mà cắm này được tập thể dục từng 20 cái là. Nặng thì chứng tỏ là bình thiệt. Anh nghĩ là cái này để vô đây luôn đi. Đó. Không để đó đâu có chăm trà được anh. Để chăm gì? Chăm trà. Lát hay nào chị Nhi chị cũng chăm trà bảo đảm luôn. Thấy không? Mình để sẵn hàng. Sẵn hàng cho đẹp. Cái chai chai nước này uống xong rồi nè. Để sẵn hàng cho đẹp. Cái nào mình đây mình để gì? Để cái cây dắt cái gì để thương không? Rồi. Ủa chị cái cây ai mà chắc dễ hương dữ rồi. Anh để sẵn hàng vô ngon không? Đẹp đẹp không? Phải nhớ là đẹp không? Đẹp. Thôi em theo em xích lên tí xíu. Tại vì cách cái ly hương miếng. Tại lát nó nhiễu hương vô tắt hết đèn luôn á. Ừ. Đúng không cô? Ủa mình đâu có cần mà mở sáng dữ vậy được con? Dạ. Mình không cần mở sáng dữ vậy đâu, lu lu vậy được rồi. Dạ. Ừ để vậy. Hao dầu. Hao dầu rồi đó. Mình để vô vừa không có cần đâu. Thôi em cách lên tí xíu vậy là đẹp nè. Để như vậy nó đẹp. Không phải cô, tại vì hôm qua về mấy anh em sợ tắt á, sợ gió thổi tắt á. Hôm qua về gió dông lắm đúng không? 15 á. Dạ đúng rồi. Dông lắm. Dông là mình để nhỏ là tắt liền. Sáng nay nó chắc để không được rồi quá. Sao vậy cô? Nó đầy rồi. Để con nghiên cứu cho. Giờ con nghiên cứu nha. Dạ đừng cố gắng đúng không? Không được thì thôi cố gắng. Để nhìn cho nó đẹp. Thì trái này mình để lên cho cậu trên công hả cô? Hoặc là để trên đây cũng được. Cái này để vô đây đi. Không được, không được. Cậu chưa có chứng thì đâu có bỏ bậy được. Bây giờ để lấy bật nước hoa. Vô đây cái này. Bông hoa nữa con ạ. Bông hoa. Còn bình bông đó. Con chăm sóc bình bông. Vậy là sáng nay cô... Này không nè. Hoa này nó bay. Bỏ ly cà phê để đây đi cho chú uống. Anh Minh ơi, có khán giả nói là cái cây mai tiểu giới thiệu mình vẫn cứu được nha, nhưng mà trước tiên là mình kêu cái chỗ bán á, người ta ta biết cách ta giúp mình. Mua cái phần kali đó anh, kali hay lăng gì đó. Cái là mình phải hai đất, tại vì cái đất này là nó cũng bị hư rồi. Là mình mới cứu được. Đúng rồi. Một là mình cứu, còn hai là cái nhà trồng cây ấy, nhà bán á. Người ta mới cứu được. Anh Niu. Nói với Niu tại vì anh Niu mua cái đó mà. Đúng rồi, lát mà không biết là bữa nay anh có đi vô nè, coi chừng bữa nay anh nghỉ nữa. Ai vậy? Mấy cô mấy chị trên công nhân trong này. Anh chải cái ấy luôn rồi. Chải cái tóc đúng không? Tươm tắt đúng không? Bữa nay mình cúng gì cho cậu bà xã? Anh quên phải không? Anh quên gì? Quên là sạn đồ cúng cho cậu. Không phải, em vậy là em bắt lỗi sai rồi. Em bắt lỗi nhầm, em xin lỗi anh đi. Anh cầm vô Minh mà. Em thấy sao em nói vậy, không đúng.
Tại vì ghê. Em thấy anh cầm thì em đi vô, em không biết thì em nói vậy gì. Dạ anh khui bia cho cậu rất là bia, bữa nay là ướp lạnh nè. Thơm ngon tuyệt hảo nè. Nhớ sao bữa nay tôi quên bản cái chuyện sạn đồ. Trời ơi, đâu có quên được cái chuyện quan trọng. Đúng không chị Dị Nhi? Cái chuyện đó mà quên là thôi đi về gấp. Chị thấy trước mắt là vậy thôi, cầm ba cây hương thôi. anh Minh thấy không, bà xã em bắt lỗi em kìa. Nói em chưa soạn đồ cúng mà sao đốt nhang. Đó, bởi vậy thấy không, em giúp người mà em bị la hay anh thấy không? Thôi, không bị la nha. Em bị la rất là nặng nề luôn. Thì những người mà hay giúp là hay bị la. Bị nạn. À, bị nạn. Thôi kệ, mình cũng quan hỷ đi. Hiểu nhầm thôi. Đúng không à? Mình cũng quan hỷ đi ha. Thôi giờ hên đúng. Mà chưa? Là bữa nay em rút kinh nghiệm mà đúng không? Để hai bạch khác nhau đúng không? Dạ. Cô nói nhỏ con à, bà con cô bác nghe hết trơn. Vậy là cái này mình để ra mình cúng đúng không cô? Chén dĩa đó. Sao vậy? Để cúng chi? Cái là để khi nào? Cái để khi cần dùng. À cần dùng. Cái lúc mà mình thiếu đồ, thiếu thì người ta giao thiếu. Dạ. À con hiểu ý cô rồi. Chẳng hạn như một bịch về đâu có gì đổ ra đâu. Vậy là nãy cô chưa hiểu nên cô phải hỏi lại. 20 cái tô. Là nhựa, tô nhựa hả cô? Đó, 20 cái tô với lại 50 cái chén, 50 đủ á. Thì mấy đứa có cần ăn muộn, đủ, có đủ. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Giờ con cũng đốt nhang cho cậu, cúng cho cậu. Bà cày con cày nó cá cá. Có đá. Đó, không sao. Này cũng là hương mà. Con đéo lại cái đó. À. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2023. Nhằm ngày bữa nay là 25 đúng không anh Minh? 25 hay sao? Tháng ủa 26. 26. À, nhằm ngày 26 tháng 5 năm Quý Mão. À, con là Nguyễn Thủy Chuột, như rất là mến Bình Dương, mời các chư vị tổ thần ở mộ các thầy chiến sĩ nhân trạch cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh động vào những quan pháp danh tâm giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão vừa hồi sau 6 tuổi hàng tháng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay cũng mời các chư vị cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về dùng 2 ly tàu hũ, hai cái gói soi cùng hai ly bia. Rất là mong các chư vị phù hộ độ trì cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh động võ nhân quan pháp danh tâm giác mau vãng sanh về với cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Chỉ cho cách được ba cây nhang đúng không? Dạ. Chè ra. Dạ. Cái cây chính giữa. Dạ. Tốt quá đây. Wow. Nha, cách dạ. cách đốt nhang và cách cắm nhang nó khác nhau. Dạ. Phật pháp tăng. Dạ. Nha, con cắm đi. Dạ. Bắt đầu mở qua cái cây phải. Cây phải. Cây phải cắm vô đây, con cắm cái nhang thật là đều, không dạ. có nhúng vô một chỗ, hiểu không? Dạ. Đó, rồi bên đây. Rồi ok. Con cảm ơn cô Diệu Hương. Xẻ ra cái cây chính giữa là cắm vô chính giữa. Là Phật dạ. pháp tăng. Dạ, con cảm ơn cô Diệu Hương. Mà trên mạng nhìn biết là mình dạ. Tâm thành mình nằm trong này mà. Tâm thành mình nằm trong này mà. Để cho mấy anh em đại xong mình theo
Mình vô xong rồi lại mình luôn. Ê, cái cây nãy giờ sao ta? Nó bị ăn gì cô Dư Hương, mình nên bỏ không cô Dư Hương? Hôm nay nó ăn cái cây phát tài nè. Cái nào mà xấu thì chắc mình nên bỏ, mình lấy cái cây nào mà còn đẹp qua đây quá ha. Ừ, chị mình chia ra đi. Dạ, cái này chắc bị ăn rồi mình bỏ đi, nó cũng bị xấu rồi, cậu không thích cái nào xấu đâu. Đúng rồi, đây nè, cái này con. Cái cây bị ăn rồi, cái cây nè, cái hư rồi nè, thấy không? Hư nè. Cái này là nó bữa rồi nè, nhìn cái này là không. Vậy mình lấy luôn đi. Còn cái này là mới ăn. Mình có thể mình cầm kéo mình tỉa được không? Nó còn còn lá không? À, cầm kéo tỉa đi. Dạ. Nếu mà tỉa được thì mình có tỉa. Biết đâu vài bữa nó lên đúng không cô? Dạ. Dạ. Vậy là hôm cô lên đây 8 giờ. Hèn gì tụi con nói vô sao mà cái bác Hương không qua nhiều mà sao sáng nay. 8 giờ. 8 giờ mà có vô được đâu. Rồi sao cô? Cô đi về ha sao cô? Đi vô nhà ngủ. Dạ. Vậy là cô biết phòng ha. Đó, bây giờ mình cắm lại nè. Biết đâu vài bữa lên lại. Đúng không anh Minh? Đó, đẹp lại rồi đó. Rồi. Xong xuôi ha. Thì nay ăn thì mình cũng quan hỷ cho nay chứ sao giờ. Nó mến cậu nó mới vào nó ăn. Nó xin lọc. À, bà xã cho anh mượn cô. Bữa nay anh có cách mời thuốc cậu khác. Đúng rồi. À do cho bảo quá đúng không? Qua có một miếng trái. Cái gì em? Được. Qua mấy anh em định mua giấy có cô đẹp có 100 cái đó, xong bây giờ mấy anh em hiện tại là mấy cái này em thấy nó bị xúc tùm lum hết nè, nó bị vỡ hay là bị gãy ra hả, bị chảy cái keo ra đó do mình đốt bị gãy luôn rồi, chắc là mình phải bỏ rồi chứ không có để được, tại vì những cái đẹp là không thể để đây được. Sao cái này giống bị bể thôi nè, bể hết rồi không nên á. Bây giờ mình để qua một bên đi. Nhiều cô bác nó nói gì đó. Dạ. Người ta đốt rồi, người ta đốt trong cái à đốt vậy nè, đúng dạ. Chứ không dạ. Có đốt trên cây thì trực tiếp vô đây làm vậy mới đúng nè. Dạ. Người ta cái này là gọi là cái này bị vỡ rồi coi. Nó nóng quá sao nó chịu nổi. Nhưng mà không vẫn đốt được, nhưng mà đốt trên cây này. Trên cây nhóm này. Tại vì con biết là cái này á, khi mà mình đốt nhiều lần á, nó nóng lên á. Vậy sao anh? Nó nóng lên nó sẽ đục cái mờ, cái mờ cái này lại nhiệt xấu lắm. Nhưng mà cái có cái nhôm nó cũng rất nổi. Nó như vừa tắt, nó vừa nóng là nó vừa tắt hết. Không, cái kia là cái màu thì được, còn cái này nè con. Cái nào còn nguyên mình để lại hay sao anh Minh? Đốt, nè cô thấy cái này nó chuyển màu là đục lên kìa, thấy không? Cô biết rồi, cô biển xài, không có đốt trực tiếp trên cây nó không? Chỉ đốt cái trên cây nhôm. Anh Minh ơi, cái nào còn nguyên mình để lại ha? Cây nhôm đó là được rồi. Cái này của anh không biết nha, cái này của khán giả của bây giờ sao ta? Để thì dục chứ để làm gì con. Thôi bây giờ vậy nè, mình chờ. Chỉ góp ý còn phải là nên dục đúng không con? Đúng mình chờ anh đi, chút nữa anh vào đi, tại vì khán giả của anh nha. Còn mình cảm thấy mình sợ thì mình bỏ vô cái túi đi, khi nào người ta lên đó. Hay là mình chụp cho người ta thấy đã bể như vậy thì được rồi. Giờ sao anh? Chứ để làm gì? Mình để qua một bên. Để qua một bên đi ha. Ừ. Để qua một bên rồi xong cái nào anh đi lên cái mình hỏi ý kiến đi. Tại vì bữa giờ đó,
mỗi giờ mình cũng nói với anh Niu hoài đó, mà anh Niu đâu có. Anh Niu có ngày làm ngày nghỉ. Chứ anh Niu không có dẹp đi lại. À, anh để nó đi. Anh để lại đời cũng giả của ai chứ không có để như vậy được. Dạ. Chờ anh đi coi chút anh vào liền á. Thì, cho anh tờ giấy. Rồi ảnh là người ghi hình để anh nói vô khán giả ảnh á. Thôi nhà cô rồi kìa. Ông xa quá ông có thu được đâu anh. Hôm qua không làm gì nữa giờ. Hả? Hôm qua không làm nữa bây giờ. Thì đó bữa nay mình mới lao nè. Hôm qua biết sao không anh? Chiều mấy cái con rầy nó bay đó. Ê, mà nhìn con rầy nó dễ thương ơi. Sao vậy? Hả? Nó y như con gà hay con chim nhỏ nhỏ à. Rụng lông đúng không? Đâu có lông này hoàng chứ. À nó nhỏ xíu hả phải không? Ừ, nhìn nó nhỏ xíu. À nó giống cái con gà ác mà siêu nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Như em thấy, ủa anh thấy không? Bên Hà Viên người ta xử lý bữa gầy phải không? Như là bữa đó nước thì không có nghe mùi thuốc ha. Bữa đó như cũng hơi nghe đó, có nghe được. Mà sao nó không hết nè. Còn cái ông ấy là ông xịt rồi là trong mà qua mà hai cái bệnh đó em nghe nói là cái nó hơi rồi. Không mà bệnh bệnh nào chứ mà chủ yếu là thuốc. Thuốc đó. Như là ta. Nó không đủ đồ. Rồi nó kêu vậy nè, trời ơi sao mà hôm nay tắm mát quá. Tắm mát quá hả? Em ơi, đã, em lau mấy ngọn đèn bên kia đi. Mà đúng thiệt, nay nhiều thiệt không? Trời ơi, gió một cái yên như là cái cơn bão tuyết vậy đó. Thầu ơi, qua phải mang kiến luôn thôi. Hôm qua là em đeo mắt kiến luôn đó. Bụi vô mắt rét lắm. Nguy hiểm. Chứ không phải là gió không. Anh nghĩ là cái này mình để dồn được một nơ nè. Để một góc đi. Thôi, là mất. Dạ. Mình để dồn, mình để lên góc. Góc luôn đi ha. Ừ, như là mình không có bỏ, nhưng mà mình để lên. Góc, nữa, vô mình nói à. Góc dưới hay góc trên anh? Góc dưới ha. Em lấy xuống bỏ góc hết rồi bà xã. Ủa, góc nào còn còn đây. Cái này nó bị sức mẻ rồi. Những cái sức mẻ là không nên để trên mộ á. Nhiều khán giả nói lắm á. Sức mẻ là một xử lý gì hả? Hay là ừ, đúng rồi. Không để cho những cái vật nhỏ này thôi. Để xuống đi. Nãy mình nói luôn về mấy bên đây nó không có chỗ để. Đó, cái đèn nó đỡ vô. Được anh, mình để nó đó, đi mình không có đá vô nữa. Nóng không chị? Bài bộn anh dùng anh bài bộ bài bộ đúng không bài bộ bài bộ thấy nó không có được thẩm mỹ mà còn tới người ta cũng thấy sao mà lu bu quá anh lao rồi cái gì mà thấy nó thoáng là chờ mình nãy anh lao trên cái lưng mà anh chưa có lao cái mặt bữa nay anh lao cái mặt gì dịch ta là cái mặt
Rồi cái mặt có khi nào xích cái mồng không? Cái mồng hổm anh dán rồi, anh dán không? Đó, mồng con kia dán. Dán rồi. Dày không? Mà cái keo đó dán cũng hay ha, tới giờ dính luôn á. Đúng rồi, keo đó keo dán đá vào cương mà. Ủa, nó mình lau mấy cái này đây nè. Tôi lau phía dưới này kia. Anh hả? Anh nghĩ là trong vài ngày nữa sẽ có một cái tấu ông chưa có rồi trong đây nè. Mấy con rầy này nó làm như là tuyết trắng vậy đó. Mà nhìn kỹ nó giống như cái con gà ác vậy đó anh. Mà nó nhỏ thôi. Ơ anh học qua bản được không? Tôi giỡn học. Giống như gà ác. Nhìn nó cũng đẹp không? Bữa nào bắt vài con nghiên cứu coi. Nó có cái đuôi gì được làm. Bỏ cái đèn vàng xích vô em. Trời, sạch sẽ. Cô dì hương cúng cho ta. Rồi. Trời ơi, mặt trời sáng này đẹp quá. Mặt trời mọc trên ngọn cây nha. Bây giờ 15S sẽ cập nhật cái trên bàn thờ cho tất cả quý cô chú anh chị nha. Đây là một cái đĩa trái cây của cô Diệu Hương. Hôm nay cô Diệu Hương là người khách đến viếng rất là sớm luôn. Xong rồi quý cô chú buổi sáng đó. Anh em lau mồ. Hai ly tàu hũ của 15S nè. Hai ly. Ủa cái tàu hũ này mình phải để nó ấy là sao anh? Chú cũng á. Ủa sao anh ship thẳng hàng giờ sao xéo nữa rồi. Sao lạ ha. Lạ vậy. Thẳng hàng. Nói chung mình để đây là phải có lớp, có lan phải không? Thẳng hàng nhìn nó đó. Nó mới thẩm mỹ. Đẹp chưa anh? Ồ. Đó. Còn đây nữa nè. Ôi. Đây nữa nè. Đây ví dụ sao điếu thuốc mà 5 điếu là không có gãi nha. Đó, vậy thì mình để vô gì cho nó thẳng. Đó. Bàn thờ gạo sáng nay. Rồi đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.